Bắn nè các bạn ơi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino các bạn. Ok, trong video hôm nay mình có 3 cái hộp này. Wow, đây là bộ 3 playset trong Jurassic World Dominion các bạn. Đây là phiên bản mới hoàn toàn luôn. Ok, cùng với mình unbox ngay nào các bạn ơi. Do it. Các bạn, đầu tiên là nhân vật. Wow, một nhân vật rất nổi tiếng trong Jurassic World Dominion, Therizinosaurus các bạn. Wow, một bạn khủng long móng vuốt. Ok, unbox ra nè các bạn. Đây là bản minifigure các bạn ơi. Bản này thì cũng tương đối là nhỏ nhắn thôi cho nên cũng không có gì hết. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Ok. Wow. Thì đó các bạn. Yes. Trời ơi, phát móng vuốt vào mặt nè. Wow. Anh xin đây nào, cẩn thận nha anh. Ok. Đây là một bạn Therizinosaurus các bạn. Cho bạn ấy đứng xuống các bạn ơi. Đây các bạn, tiếp tục mình sẽ mở cái hộp này. Đây là cái bộ playset mà phiên bản Giganotosaurus các bạn. Bạn sẽ tấn công vào cái hang động của bạn Velociraptor. Wow, khá là hay các bạn. Đây, đây chính là hình mini playset này các bạn. Wow. Ok, không phải mình unbox nha. Đây là bên trong của cái hộp này các bạn. Wow, nhìn nè. Oh, đây là cái hướng dẫn sử dụng các bạn. Còn đây là các chi tiết ở phía bên trong. Wow, mình lát nữa mình sẽ lắp ráp lại các bạn. Wow, để thành một cái bộ đồ chơi mà tấn công của bạn Gigano nha. Ok, ở đến là hai bạn khủng long các bạn. Mình sẽ lấy hai bạn khủng long Giga và bạn Velociraptor ra luôn. Ok, đây. Wow, Giganotosaurus. Há miệng thử bạn. Wow, so cool bạn ơi, đáng sợ quá. Velociraptor bản. Wow, mini figure. Wow. Rồi các bạn, đầu tiên mình phải xem cái hướng dẫn của cái bộ này các bạn. Đây là cái bộ playset thì mình phải xem hướng dẫn cách lắp ráp rồi các bạn. Đây, lắp ráp lại nha các bạn. Cách chơi. Ok. Oh, này các bạn nhìn xem. Wow, đó, cách mình lắp ráp lại đây các bạn. Và cuối cùng mình sẽ chơi nó như thế nào các bạn. Thì đây. Dun 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 dun. Wow. Look, mình đã lắp xong rồi các bạn. Phía bên này mình đã cho bạn Therizinosaurus canh sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần một bạn khủng long nào xuất hiện nào phát, bạn này sẽ ăn thịt ngay lập tức. Bạn này phá cửa bạn ơi. Vào Therizinosaurus phá cửa. À bam bam bam. Cho tôi vô đi. Hey you. Rồi, tức quá không vô được, đứng đây canh luôn. Ok các bạn, thì đây là cái cây xanh. Oh yes, và thêm một cây xanh nữa. Và đây là cái cửa rào. Thì mình sẽ xây vào cho các bạn xem. Wow, đây các bạn. Yes, một cái cửa đó là chắc chắn nha các bạn. Ở đây có một cái hàng rào với cái bãi đá này các bạn. Thì bạn Therizinosaurus sẽ đứng ở đây canh phòng. Ok, chưa hết đâu các bạn. Ở đây, chúng ta có một thảm cỏ xanh ri như thế này. Wow. Và trong này, nó có một cái hang nữa. Wow, cái hang này sẽ cho bạn khủng long chui vào đó để ngủ nghỉ các bạn ơi. Bây giờ chính là cái màn yêu thích của cái bộ này. Thì đây chúng ta có một cái máy bắn đĩa. Đây là cái đĩa các bạn, cái đĩa của Jurassic World. Và đây là cái máy bắn đĩa. Mình sẽ bóp vào cái này. Bam 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 bam. Ok, nó sẽ bắn cái đĩa bay vào phía bên này để bắt mấy bạn khủng long. Đó là lý do tại sao bạn khủng long Giga của chúng ta đã tấn công cái tháp canh phòng như thế nào. Wow, và đây chính là bạn Giganotosaurus của mình. Đọc tắt là Giga nha các bạn. Wow. Look. Đó, nhìn cẩn thận thêm một lần nữa trước khi bạn ấy tấn công nha. Cẩn thận nha các bạn. Wow. Ok, không để lâu nữa các bạn, mình cùng nhau tấn công cái tháp canh phòng này nào. Đây, ở đây có một cái dấu chấm như thế này các bạn. Thì mình sẽ bỏ một cái nút này. Đây, để giữ bạn ấy cố định ở một vị trí. Oh yes. Và bạn ấy đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách mục tiêu không quá xa thôi các bạn ơi. Cùng nhau tấn công tháp canh phòng nào. 1, 2, 3. Chật rồi các bạn ơi. Không sao cả, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, chuẩn bị tấn công mục tiêu. Há miệng ra đây bạn ơi. Giga đã há miệng. Nhắm kỹ mục tiêu.
chuẩn sàng máy bắn đĩa, bắn nào các bạn ơi. Nhìn này các bạn, wow. Và khi Giga đã tấn công thì cái cây xanh này nó sẽ ngã xuống các bạn. Sau đó nó sẽ tông vào cái nút này và làm cho cái này bật ra một phát. Thế là bạn Velociraptor của chúng ta đã phát sợ. Bam 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 bam. Hey you. Wow. Giga tấn công kìa, chạy mau, run away. Yeah. Wow, thật là tội nghiệp bạn Velociraptor Baby đã chui vào hang chốn sau khi bị bạn Giga tấn công các bạn ơi. Wow. Ôi, ôi cái gì? Ôi, ôi cái gì vậy? Cái gì? Ôi, có dừng, anh xin lỗi rồi, có dừng. Bên rồi. Thôi xin lỗi, là bóng chút là anh chạy mau. Ôi, tôi chạy đây. Ôi. Ôi, Therizinosaurus bắt đầu tấn công bạn Velociraptor. Oh no, cái móng vuốt dài quá, không biết có móc tới bạn Velociraptor Baby không các bạn ơi. Tội nghiệp quá. Oh no, Therizinosaurus tấn công. Ôi, may quá, cái móng vuốt không dài tới các bạn ơi. Không thôi là bạn Velociraptor thua rồi. Oh no, may quá. Tránh ra chỗ khác cho ta coi. Tôi chạy đây. Các bạn, tiếp tục là cái bộ playset thứ hai. Bộ này chính là bộ Mosasaurus nữa các bạn. Ok, cùng với mình mở ra nè các bạn. Wow, đây là một cái cần cẩu các bạn ơi. Wow, và rất nhiều chi tiết ở phía bên trong này luôn. Và cùng với sách hướng dẫn. Ok. Wow, bãi biển nè các bạn ơi. Wow, một cái cầu thang đá. Wow, nhìn nó giống cái cầu thang lúc nãy các bạn ơi. Thêm một bạn Archosiraptor các bạn ơi. Bạn này là bạn Archosiraptor. Ok. Và đây là bạn Mosasaurus của mình. Wow. Jurassic World Dominion Mosasaurus. Các bạn, mình cũng xem hướng dẫn ở cái bộ playset thứ hai này các bạn. Thì mình sẽ xem hướng dẫn và lắp ráp lại như thế này. Mình đã lắp ráp xong. Tên. So cool luôn các bạn ơi. Nhìn kìa, chất lượng ghê chưa. Ở phần thứ hai này mình cũng có một cái bắn đĩa. Nhưng mà cái bắn đĩa này thì nó là bắn đĩa dạng nước nha các bạn. Còn ở cái bắn đĩa phía lần trước thì nó là bắn đĩa dạng cỏ các bạn ơi. Oh yeah. Đây là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Một phiên bản đại dương và một phiên bản rừng rậm các bạn. Ok. Wow, và đây cái bộ playset này để các bạn xem nè. Ở đây có cần cẩu nè các bạn. Wow, cần cẩu này có thể bắt bạn Mosasaurus là được nha. Wow, và nó có thể di chuyển rất là tốt luôn nè. Phía đó là có một cái bãi sân bay. Bãi sân bay này thì sẽ bị mấy bạn khủng long tấn công ở đây. Thì mình sẽ đặt một bạn Archosiraptor lên. Oh, có cái nút ở dưới đây. Đây các bạn, trên này có ba cái nút. Thì mình sẽ đặt bạn Archosiraptor cho bạn ấy đứng dưới này nha. Để lát Mosasaurus xuất hiện và tấn công cái bạn này nha. Wow, nghe khá là hay luôn đúng không các bạn. Wow. Ok, vậy bạn Mosasaurus của mình chính là ở đây. Bùm. Rớt xuống nước một cách hoành tráng lại. Oh yes. Ok các bạn, và đây là cách chơi của cái bộ playset này. Đầu tiên mình sẽ bắt bạn Mosasaurus trước đã các bạn ha. Thì bạn Mosasaurus sẽ bay vòng vòng ở đây, bơi vòng vòng ở đây, tấn công chiếc cano, tấn công chiếc tàu này. Bam 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 bam. Rồi sau đó mình sẽ dụ bạn, mình sẽ dụ bạn Mosasaurus vô đây. Wow, ở trong đây có gì vui à, bơi vui quá. Xong rồi đóng cổng lại. Ta-da. Oh no, help me. Oh no, cứu tôi với. Wow. Oh no, làm sao bây giờ? Rồi, thế là bạn Mosasaurus của chúng ta đã bị bắt rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ dùng cần cẩu để cẩu bạn Mosasaurus lên. Rồi. Thôi, cho gấp lên bạn ơi. Gấp Mosasaurus lên. Bị bắt rồi. Ôi không, Mosasaurus bị bắt rồi, cứu tôi với. Oh no. Ok, bây giờ mình thả bạn Mosasaurus xuống nha. Rồi, cho bạn ấy chuẩn bị tấn công bạn Archosiraptor. Cùng xem Mosasaurus của chúng ta sẽ tấn công như thế nào các bạn. Há miệng ra. Rồi, tấn công Archosiraptor các bạn ơi. 1, 2, 3. Go. Oh no. Tấn công vào chiếc tàu luôn các bạn ơi. Oh no, cắn chiếc tàu bởi luôn. Oh. Các bạn, lại thêm một lần nữa. Tấn công Archosiraptor các bạn ơi.
Wow, gửi chua, gửi chua. Nè, nè, nè. Đó. Vậy mà bạn Atrociraptor không sợ các bạn ơi. Oh no. Chạy mau, chạy mau. Run away. Mosasaurus đã leo lên bờ tấn công rồi. Nhảy mau. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp hai bộ playset này lại với nhau để trở thành một phiên bản hoàn chỉnh nhất của Giganotosaurus và Mosasaurus trong Jurassic World Dominion. Ok các bạn, ráp lại thôi. Ok, thì ở đây là hai cái bậc thang lúc nãy nè các bạn. Mình sẽ sử dụng hai cái bậc thang này để ráp lại thành một cái cầu thang như thế này. Oh yes. Yes, thành công. Và thế là chúng ta đã có bộ playset không thể nào xuất ra được các bạn. Wow, nhìn này các bạn. Wow, Mosasaurus đang đuổi bắt Archosiraptor. Còn bên phía bên này, Giganotosaurus đang đuổi bắt Velociraptor. Oh no. Oh, hai bạn này sắp gặp nhau rồi. Liệu đại chiến có thể xảy ra không các bạn? Wow, chưa hết các bạn. Nhìn phía xa kìa. Wow, Therizinosaurus cũng là móng vuốt cũng tham gia trận chiến này. Wow, wow, cận cảnh như món đồ chơi mới hôm nay của mình nè các bạn. Wow. Mosasaurus đã bị cần cẩu gấp lên các bạn ơi. Phía bên này là Archosiraptor, Therizinosaurus đang đánh nhau với lại Giga. Wow, Giganotosaurus mạnh lắm các bạn nha. Wow, còn ở đây thêm một cái hộp thắt canh phòng. Bấm vào lúc này thử các bạn. Rồi, pa, rồi, pa. Wow, 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 wow.